Hello, rất vui gặp lại anh em tại Cò Đá Việt Nam. Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi khám phá quy luật của tâm đơn B60. Và dòng tâm đơn B60 thì là dòng tâm đơn rất là nhiều anh em sử dụng và cắt tại tiền của mình, bởi vì là động cơ mạnh và lượng xứ. Và thời gian sử dụng pin của con này rất là lâu, có thể lên đến 4-8 tiếng. Và khi mà nem cắt mà cần vệ sinh thì bộ lưỡi này được thiết kế tháo dỡ rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ dùng tay này tháo mạnh ra và có thể là vệ sinh và lau chùi, và để gắn lại thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ gá vào và đè mạnh vào là xong. Anh em cứ làm như mình là có thể gắn vào và tháo ra một cách dễ dàng. Và cái bộ lưỡi này khi mà nó bị cùng sử dụng lâu thì nó bị cùng thì anh em có thể là mua bộ lưỡi mới gắn vô. Thì bộ lưỡi này bên mình có bán rồi, nếu anh em nào mà bị cùng lưỡi mà muốn mua lưỡi mới để gắn vô cho nó ngon thì comment dưới video nha, mình sẽ liên hệ và gửi hàng cho anh em luôn. Đó, và cái cục pin phía bên trong này là cục pin 5000. Những anh em nào mà bị chai pin bị hư pin nhanh hết thì inbox cho mình nha, mình cục pin này bên mình có bán luôn. Đây là phần thứ hai của động cơ. Tông đơ thì mình để sát lại cái máy quay cho nên là nghe cái tiếng khá là ồn, nhưng mà bên ngoài anh em nghe rất là êm. Thứ nhất là anh em comment phía dưới video, thứ hai là anh em có thể là đến trực tiếp cửa hàng.
còn như